Chào mừng em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Lê Đô. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình môn toán lớp 6 sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 6 sách cánh diều. Tập 1. Trang 90. Thì chúng ta tiếp tục bài chủ đề đầu tư kinh doanh. Trong video trước thì là các em đã được học được phần 1 là nội dung chính của chủ đề, bao gồm một số kiến thức về tài chính kinh doanh và kiến thức về toán học, công thức tính lợi nhuận và kỹ năng tìm kiếm thông tin và trình bày sản phẩm. Trong video hôm nay chúng ta sang phần 2. Các em có thể xem lại toàn bộ video của chương trình môn toán lớp 6 sách cánh diều được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Hai la mã gợi ý tổ chức các hoạt động học tập. Tiến trình tổ chức các hoạt động bao gồm: thứ nhất là phần chuẩn bị, thứ hai là phần thực hiện và thứ ba là phần tổng kết. Một là phần chuẩn bị. Các em vào phần hoạt động 1. Học sinh được chia theo nhóm, các nhóm trao đổi thảo luận. Chúng ta cùng thảo luận thứ nhất là xác định rõ nhiệm vụ của nhóm và từng nhiệm vụ thành phần. Thứ hai là phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Thứ ba là xác định thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ thành phần và nhiệm vụ chung. Thì phần này là các em chuẩn bị và thực hành ở trên lớp, có sự hướng dẫn của giáo viên. Vì vậy phần này thì thầy giáo sẽ giảng qua thôi. Tiếp theo phần hoạt động 2 là giáo viên quy định hệ thống đơn vị tiền giả định. Chẳng hạn là gồm 1.000 đồng giả định, 2.000 đồng giả định, 5.000 đồng giả định, 10.000 đồng giả định, 20.000 đồng giả định. Mỗi học sinh nhận vốn được cấp ban đầu là 100.000 đồng giả định trên một nhóm. Phần hoạt động 3 là lập kế hoạch kinh doanh của mỗi nhóm. Lập kế hoạch kinh doanh của mỗi nhóm. A là nhiệm vụ 1. Thống nhất các công việc cần làm. Lựa chọn sản phẩm. Mặt hàng kinh doanh. Đăng ký số lượng các mặt hàng muốn bán. Tối đa là 3 loại mặt hàng cho một nhóm và tổng số tiền ban đầu bỏ ra không quá 100.000 đồng giả định. Lựa chọn hình thức kinh doanh, thảo luận các chiến lược kinh doanh bao gồm: thứ nhất là mô tả ý tưởng kinh doanh, xác định nhu cầu cho sản phẩm, xác định các chiến lược kinh doanh như là quảng cáo, khuyến mại, giảm giá, rồi tính tổng số tiền ban đầu bỏ ra. Ở đây thầy giáo ví dụ mô tả ý tưởng kinh doanh. Bây giờ các em cùng thảo luận và đưa ra ý tưởng để kinh doanh. Chúng ta kinh doanh mặt hàng nào thì thích hợp? Thầy giáo ví dụ là chúng ta đưa ra ý tưởng là kinh doanh mặt hàng đó là bút chì. Bút chì thì có rất nhiều các bạn học sinh cần dùng chẳng hạn. Ở đây thầy giáo ví dụ thôi. Ý tưởng kinh doanh là chúng ta kinh doanh bút chì. Thứ hai là xác định nhu cầu cho sản phẩm. Sản phẩm này có nhiều người cần dùng không? Nhiều hay là ít người? Ví dụ là chúng ta biết là có rất nhiều các bạn học sinh là cần phải dùng đến bút chì. Rồi tiếp theo là các em xác định các chiến lược kinh doanh. Chiến lược bao gồm quảng cáo, khuyến mại, giảm giá. Ví dụ giá đang bán là, trên thị trường giá đang bán là 3.000 một chiếc bút chì. Thầy giáo ví dụ như vậy. Bây giờ chúng ta khuyến mại, giảm giá chỉ còn 2.500 thôi. 2.500 đồng một chiếc thôi. Để thu hút người mua.
Và mỗi chiếc bút chì, nếu ai mua 10 chiếc bút chì thì sẽ được khuyến mại là một cái gọt bút chì chẳng hạn. Đó là chiến lược của chúng ta. Các em mua thêm gọt bút chì để các em khuyến mại, ví dụ như vậy. Và tất nhiên là chúng ta phải tính lợi nhuận có đảm bảo hay không. Nếu chúng ta bán được 10 chiếc bút chì mà lợi nhuận nó chỉ ngang bằng hoặc là không bằng một cái gọt bút chì thì như vậy là chúng ta không nên. Rồi tiếp theo là các em tính tổng số tiền ban đầu bỏ ra. Ví dụ là đầu tiên là các em sẽ mua 50 cái bút chì, mỗi cái bút chì giá là 2.000 chẳng hạn. Vậy mua 50 cái bút chì thì vốn ban đầu bỏ ra là phải mất 100.000 đồng, đúng không? Lựa chọn hình thức kinh doanh này. Tiếp theo là phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm, từng cá nhân dự kiến cách làm của mình và cả nhóm cùng trao đổi góp ý. Rồi tiếp theo là các em sang phần B, nhiệm vụ 2. Xác định cách thức quảng cáo, thông tin về sản phẩm, bảo đảm các yêu cầu. Rồi thứ nhất là sản phẩm cung cấp đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hữu ích, hấp dẫn, đóng gói, chắc chắn, giá cả hợp lý. Về giá cả, khách hàng sẵn sàng trả bao nhiêu tiền và cần họ trả bao nhiêu để đủ trang trải cho toàn bộ chi phí của mình. Rồi ở đây các em tính là giá mua mỗi chiếc bút chì là 2.000 đồng. Sau khi chúng ta hạch toán lợi nhuận ra, chúng ta dự kiến lợi nhuận để đủ trang trải cho toàn bộ chi phí thì phải bán mỗi chiếc bút chì là giá 3.000 đồng. Tức là một chiếc chúng ta lãi được 10.000. Và chúng ta phải xác định xem là khi bán một chiếc bút chì là 3.000 như vậy thì giá cả có hợp lý hay không? So với thị trường thì giá cả có hợp lý hay không? Và khi bán thì chúng ta phải truyền đạt được lợi ích mà sản phẩm mang lại cho khách hàng. Rồi tiếp theo là các em sang phần 2, phần thực hiện. Thực hiện công việc kinh doanh, thực hành bán hàng. Trong phần này chúng ta tính doanh thu và lợi nhuận. Ở đây chúng ta có hai bảng. Bảng thứ nhất là yêu cầu mong muốn và bảng thứ hai là kết quả thực tế đạt được. Yêu cầu mong muốn tức là kế hoạch chúng ta dự định ra. Ở đây thầy giáo ví dụ thôi. Ví dụ là sản phẩm chúng ta chọn là bút chì chẳng hạn. Giá mua vào là 2.000 đồng một chiếc. Rồi dự định là bán ra là 3.000 đồng một chiếc. Phải bán giá 3.000 đồng thì chúng ta mới đủ số tiền để trang trải cho các hoạt động kinh doanh. Số lượng mua. Ở đây chúng ta có vốn là 100.000 đồng chẳng hạn. Mà giá mua là 2.000 đồng một chiếc thì chúng ta dự định là số lượng mua là sẽ mua 50 chiếc. 50 chiếc. Và chúng ta dự định là chắc chắn là sẽ bán được là 45 chiếc. Nếu bán được 45 chiếc thì lợi nhuận là bao nhiêu? Cách tính lợi nhuận thì trước hết là chúng ta tính doanh thu trước này. Bán được 45 chiếc, mỗi chiếc giá 3.000 đồng. Vậy 3.000 nhân 45 bằng 135.000 đồng. Để tính lợi nhuận thì các em lấy doanh thu là 135.000. Các em trừ đi số vốn bỏ ra ban đầu. Số vốn bỏ ra ban đầu là bao nhiêu? Các em mua 2.000 đồng một chiếc, 50 chiếc thì các em phải bỏ ra mất là 2.000 nhân 50 bằng 100.000 đồng. Được chưa? Rồi các em lấy doanh thu là 135.000. Các em trừ đi số tiền bỏ ra ban đầu là 100.000. Thì chúng ta có lợi nhuận là 35.000 đồng. Thì đây chỉ là yêu cầu mong muốn thôi nha. Tức là kế hoạch đặt ra. Còn kết quả thực tế đạt được. Ví dụ là sản phẩm bút chì này.
sau hoạt động kinh doanh thì kết quả đạt được như thế nào? Giá mua vào là 2.000 đồng, giá bán ra là 3.000 đồng, số lượng mua là 50 chiếc, tiền vốn bỏ ra là 100.000 đồng. Lúc đầu chúng ta dự định là bán được 4-5 chiếc, nhưng thực tế thì có rất ít người mua chẳng hạn. Hoặc là có những bạn có bút chì rồi các bạn ấy không mua nữa. Hoặc là các bạn chưa cần mua. Thì thực tế là chúng ta chỉ bán được 30 chiếc thôi chẳng hạn. Thực tế nó khác xa nhiều so với kế hoạch dự định nha. Có thể là thực tế các bạn sẽ bán được nhiều hơn, không còn hàng mà bán. Hoặc là thực tế các bạn bán được rất là ít hàng. Nó phụ thuộc vào công tác chuẩn bị của các bạn. Khi mua giá có được rẻ không? Và khi các bạn bán thì là cái giá đó có đắt hay không? Hoặc là cách chào mời, cách quảng cáo, cách tiếp thị với khách hàng của bạn có tốt hay không? Nếu không tốt thì chắc chắn là các bạn bán được rất là ít. Ví dụ là các bạn chỉ bán được là 30 chiếc thôi. 30 chiếc thôi thì doanh thu là bao nhiêu? Doanh thu là giá một chiếc là 3.000. Các bạn bán được 30 chiếc thì là 3.000 nhân với 30. Như vậy là doanh thu của các bạn là chỉ được 90.000 thôi. Để tính lợi nhuận thì các bạn lấy doanh thu. Để tính lợi nhuận thì các bạn lấy doanh thu, các bạn trừ đi số tiền ban đầu bỏ ra. 90.000 trừ đi số tiền bỏ ra ban đầu là 100.000. 90.000 mà trừ đi 100.000 thì các bạn sẽ lấy 90.000 cộng với số đối của số 100.000, tức là cộng với âm 100.000. Thì chúng ta sẽ được kết quả là âm 10.000, âm 10.000 đồng. Rồi, lợi nhuận là dương thì các bạn lãi, còn lợi nhuận là âm là việc kinh doanh của các bạn là bị thua lỗ. Cụ thể đây là các bạn thua lỗ mất 10.000 đồng này, được chưa? Ở đây lúc đầu các bạn có 100.000, nhưng sau khi kinh doanh, các bạn vừa mất công, mất sức, bàn bạc, đặt ra kế hoạch, rồi đi mua, lên kế hoạch quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, rồi đi bán. Sau việc kinh doanh đó, các bạn chỉ còn 90.000 thôi. Lúc đầu có 100.000 mà mất công, mất sức, bây giờ chỉ còn 90.000 thôi. Như vậy là các bạn đã bị lỗ mất 10.000 đồng. Đó, như vậy là các bạn có thấy cái thứ nhất là ý tưởng kinh doanh này, chọn mặt hàng để kinh doanh và công tác chuẩn bị nó quan trọng như thế nào. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ viết báo cáo kết quả kinh doanh của nhóm. Phần 3 là phần tổng kết, làm việc chung cả lớp. A là nhiệm vụ 1, các nhóm báo cáo kết quả, tính doanh thu lợi nhuận và giải thích cách làm. Cả lớp góp ý thống nhất các kết quả này. Trong quá trình mỗi nhóm báo cáo kết quả thực hiện, các nhóm khác cần theo dõi và có những trao đổi, hỏi đáp thêm. B là nhiệm vụ 2, tổng kết và rút ra kinh nghiệm. Rồi phần này thì chúng ta làm ở trên lớp thôi. Ở đây thầy giáo hướng dẫn qua thôi. Phần 3 là đánh giá, hình thức đánh giá theo hình thức đánh giá của học tập dự án. Một là đánh giá hoạt động cá nhân. Mỗi cá nhân tự đánh giá vào phiếu đánh giá cá nhân. Nhóm đánh giá từng thành viên trong nhóm và phiếu đánh giá cá nhân. Hai là đánh giá hoạt động và sản phẩm của nhóm. Nhóm tự đánh giá loại hoạt động của nhóm và cho điểm vào phiếu đánh giá hoạt động của nhóm. Thầy cô giáo và các nhóm bạn đánh giá và cho điểm phần trình bày của từng nhóm vào phiếu đánh giá hoạt động nhóm. Rồi, nói tóm lại là qua 2 video thì các em chỉ cần nắm được cho thầy giáo. Thứ nhất là một số kiến thức về tài chính kinh doanh. Tài chính là gì? Tài chính là tổng số tiền có được của một cá nhân, một tổ chức, một doanh nghiệp hoặc là một quốc gia. Tài chính của một cá nhân thì được gọi là tài chính cá nhân. Kinh doanh. Kinh doanh thì gồm những hoạt động mua và bán. Chúng ta mua về và chúng ta bán lại với giá cao hơn, mục đích là sinh ra lợi nhuận. Rồi cách để tính lợi nhuận thì kiến thức toán học là chúng ta sẽ dùng công thức là lợi nhuận bằng A trừ đi tổng của B và C.
A là doanh thu, B là vốn và C là chi phí vận hành. Và ở đây các em ghi nhớ là các cách để tăng lợi nhuận thì có hai cách, đó là chúng ta tăng doanh thu hoặc là chúng ta giảm chi phí vận hành và vốn. Để tăng doanh thu thì chúng ta nâng giá trị mặt hàng. Tuy nhiên, việc nâng giá trị mặt hàng thì có thể làm giảm đi số lượng người mua, dẫn đến số lượng sản phẩm bán được sẽ ít đi. Chúng ta có thể thu hút người mua để bán được nhiều hàng hơn. Ví dụ thu hút bằng cách là giảm giá sản phẩm, hoặc là có những chương trình khuyến mại đặc biệt. Rồi cách để chúng ta tăng lợi nhuận tiếp theo là chúng ta giảm chi phí vận hành và vốn. Giảm chi phí vận hành và vốn, tức là chúng ta tìm những nguồn hàng mua vào với giá rẻ hơn. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online Lê Đô bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Tôi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.